Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân và chấm dứt hành vi quấy nhiễu ở Hoàng Sa. Ngày 31 tháng 10, AFA tiếng Việt loan tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân Việt Nam. AFA cho biết, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 10 đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải thả các ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước đồng thời tiếp tục khẳng định chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này afa dẫn tuyên bố của cuộc họp báo cùng ngày của phó phát ngôn nhân đoàn khắc việt được truyền thông nhà nước loan tải nói rằng việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng đầy đủ các quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân việt nam bị bắt giữ trái phép bồi thường thỏa đáng các thiệt hại và chấm dứt không để tái diễn các hành động quấy nhiễu, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ truyền thông trong nước cho hay hai tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở ngư trường truyền thống gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9 vừa qua đã bị tàu chấp pháp của Trung Quốc tấn công. Người dân bị đánh Tàu bị đập phá và khoảng 6 tấn hải sản của ngư dân đánh bắt được trên biển đã bị tịch thu. Theo FA, các ngư dân Việt Nam sau khi về bờ đã tường thuật lại vụ việc và cho biết có 10 ngư dân đã bị thương trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, tin không cho biết có bao nhiêu ngư dân đã bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại bất bình và kiên quyết phản đối các hành xử mà phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng gọi đó là thô bạo của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, AFA cũng cho biết sau đó Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin, lực lượng chấp pháp của nước này đã áp dụng biện pháp mạnh gây thương tích cho người dân Việt Nam. AFA dẫn câu trả lời của Bộ ngoại giao Trung Quốc khi được một hãng tin quốc tế yêu cầu bình luận về vụ gây thương tích mới nhất cho ngư dân Việt Nam, đã cho rằng tàu cá Việt Nam đã đánh bắt trái phép trong vùng biển Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa hiện có 3 nước đòi chủ quyền gồm Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Hình ảnh quần đảo Hoàng Sa AFA nhắc lại, Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc đã có một cuộc hải chiến ở quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo này sau trận hải chiến ngắn nói trên và sau đó xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo này. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, lập trường này đã được Việt Nam khẳng định nhất quán nhiều lần. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt ngày 31 tháng 10 tuyên bố. AFA cho biết thêm, cũng trong cuộc họp báo, người đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan ngại Trước thông tin Trung Quốc triển khai các thiết bị quân sự trên đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa, những hình ảnh vệ tinh do hãng Massa Technologies của Mỹ thu thập và qua phân tích của Chatham House đưa ra trong một báo cáo mới cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng trên đảo Triton một hệ thống radar rộng lớn. Hệ thống tiên tiến này được gọi tắt theo tiếng Anh là SIAR, theo Chatham House sẽ tạo nên một thách thức mới cho những nước trong khu vực và cả thế giới bởi có thể phát hiện một cách có chủ đích các máy bay tàn hình truyền thông quốc tế trước đó đã cho hay khi hệ thống này đi vào hoạt động trung quốc có thể do thám bao trùm toàn bộ khu vực miền trung việt nam trung quốc có thể gia tăng các tàu bè ra vào cảng đà nẵng các tàu di chuyển giữa hải phòng và sài gòn thậm chí có thể can thiệp gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc quân sự và dân sự của việt nam cũng như có thể thu thập tin tình, tình báo. Việt Nam quyết truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài, cho dù không có hiệp định dẫn độ. Ngày 30 tháng 10, AFA tiếng Việt cho hay Việt Nam nói đã vận động truy bắt được 9 người tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. AFA trích truyền thông trong nước dẫn lời Ban nội chính Trung ương hôm 30 tháng 10 cho biết rằng các nhà chức trách Việt Nam đã vận động đầu thú và truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài trong các vụ án tham nhũng. Những thông tin này được đưa ra trong cuộc họp của ban khi thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết các nhà chức trách Việt Nam không công bố danh tính của những người được cho là đã đầu thú hay bị truy bắt về nước từ đầu năm đến nay. AFA trích báo VN Express dẫn lời ông Đặng Văn Dũng, phó ban nội chính Trung ương, nói rằng nhà chức trách cũng đang kêu gọi các trường hợp khác ra đầu thú. Cụ thể, tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Đông, một phó ban khác, cho biết ban chỉ đạo sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ quan quyết liệt vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ những người bỏ trốn ra nước ngoài trong các vụ án tham nhũng. AFA dẫn phát biểu của ông Đông cho rằng Tất nhiên cũng còn nhiều khó khăn do những người này bỏ trốn lâu rồi, bỏ trốn ra nước ngoài và chúng ta phải tiếp tục phối hợp với các nước để thực hiện nhiệm vụ này. Cũng theo VN Express, người phát ngôn của Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp như dẫn độ tội phạm hợp tác quốc tế ngoại giao để truy bắt người bỏ trốn. Hình ảnh chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. AFA cho biết Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC, người nổi danh nhất trong số những người đang bị giới chức Việt Nam truy nã vì liên quan đến 5 vụ án tham nhũng khác nhau. Bà được cho là đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí cho quân đội Việt Nam đã bỏ trốn vào đầu năm 2022. Bà bị cáo buộc đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng và bị công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Tại buổi họp hôm 30 tháng 10, ông Hoàng Anh Tuyên đã kêu gọi bà Nhàn và những người bỏ trốn khác sớm về đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ông Tuyên nói, những người bỏ trốn vẫn bị xử theo quy định của pháp luật và không có điều kiện tự bảo vệ mình. AFA cũng cho biết, bà Nhàn đã bị xử vắng mặt trong 3 phiên tòa trước đây vì bị cáo buộc có sai phạm trong những dự án liên quan đến hai bệnh viện ở Đồng Nai và Quảng Ninh, một trung tâm công nghệ ở Sài Gòn, với bản án tổng cộng là 30 năm tù giam. Nữ doanh nhân này cũng đang đối mặt với một bản án nữa về tội danh đưa hối lộ trong một vụ án liên quan đến công ty AIC và Sở Y tế Bắc Ninh đang được xét xử. Theo AFA, ngoài bà Nhàn còn có 7 người khác trong vụ án công ty AIC đang bỏ trốn và chịu lệnh truy nã của công an Việt Nam. Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh Các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái nói rằng họ quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nhàn về nước. Ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với các quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú. Vẫn theo AFA, bà Nhàn được cho là đang sống ở Đức. Nhật báo TAZ vào tháng 8 năm ngoái cho biết rằng bà có nguy cơ bị mật vụ Việt Nam bắt cóc về nước như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh TAZ nói rằng Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn lên sở tư pháp Liên bang Đức nhưng bị cơ quan của chính phủ Đức từ chối. AFA nhắc lại ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chính trị gia và lãnh đạo ngành dầu khí của Việt Nam bị mật vụ Việt Nam bắt cóc vào tháng 7 năm 2017 khi đang xin tị nạn tại Đức. Việt Nam nói rằng ông Thanh tự về đầu thú và tuyên cho ông hai án tù chung thân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin Việt Nam quyết truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài cho dù không có hiệp định dẫn độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.